trong con người thiếu niên có quang hoa lưu truyền mềm giọng đưa ra yêu cầu vậy tôi muốn cô ở cùng tôi sơ tranh ta cùng mi cái mụ nội chứ sơ tranh sợ lại phát động nhiệm vụ lộn xộn gì đó không dám nói ra tiếng chỉ có thể mắng người dưới đáy lòng một lần npc này sao mà quái dị như thế chứ đùa giỡn người chơi sẽ bị tiêu hủy có biết không đổi cái khác không phải cô nói cái gì cũng được sao thiếu niên hơi chu môi cô gạt tôi sơ tranh mặt lạnh lùng cái này không được a à, ngây thơ bây giờ npc đều học xong cách nũng nịu rồi mi coi mình là ai ta sẽ mắc lừa sao hai tay thiếu niên nắm chặt thắt lưng của mình quấn qua quấn lại thanh âm mềm mà nhẹ tôi chỉ muốn cô ở cùng tôi Thần tình kia giọng nói kia vô cùng đáng thương sơ tranh a à, tổ kế hoạch biết chơi nha cái này nếu mà đổi thành bất kỳ một người chơi nữ nào thì đều không thể chịu nổi loại dụ hoặc này đúng không đáng tiếc ta là ai chứ có thể bị mi lừa gạt chắc cái game nát gì đây không chơi nữa sơ tranh xoay người rời đi cô muốn đi sao giọng nói của thiếu niên từ phía sau truyền ra vẫn là giọng điệu mềm mại kia sơ tranh không để ý tới hắn trực tiếp đi về phía cổng ầm um, cửa đột nhiên tự động đóng lại sơ tranh quay đầu thiếu niên vẫn đứng tại chỗ mở to cặp mắt ngây thơ vô chi kia nhẹ nhàng nói cô đã nói tôi muốn cô làm gì cũng được cô không thể rời đi sơ tranh đây là boss à kế tiếp không phải là muốn hắc hóa sau đó ta đánh boss qua cửa chứ thiếu niên đi về phía cô cũng không có ý tứ hắc hóa đáy mắt nổi lên ủy khuất cô đừng đi có được không một mình tôi rất sợ hãi sơ tranh run rẩy lui về phía sau cô thử mở cửa nhưng mà cửa không nhúc nhích tí nào thiếu niên cứ như vậy ngây thơ ủy khuất nhìn cô, đợi cô giày vò một hồi, mới nhỏ giọng nói, cô không mở được đâu, nơi này đều chịu khống chế của tôi, cô nghe lời tôi, ở lại cùng tôi, tôi có thể cho cô canh cổng, để cô nhìn thế giới bên ngoài một chút nha. Ý tứ chính là chỉ có thể nhìn đúng không? Đây là tên bệnh tâm thần nào đây? Não của tổ kế hoạch có cục u đúng không? Sơ tranh tức giận đến offline. Nhưng mà cô vừa lui ra ngoài trước mắt bỗng hoa lên một cái, mở mắt ra, cô vẫn đứng trong lầu như cũ, đối diện là thiếu niên cười đến ngoan ngoãn xinh đẹp kia. Sơ tranh, tôi không cho cô đi, thì cô không thể đi, thanh âm thiếu niên mềm mềm, trên gương mặt trắng nõn có chút phím hồng, giống như là ngựa ngùng, cô ở cạnh tôi không tốt sao, có ai không? Có ai không? NPC này mất không chế, tỉnh táo, không hoảng hốt, sơ tranh chấn định lui đến cạnh cửa, anh muốn tôi giúp anh." Thiếu niên gật đầu. "Ừ, hắn đưa mắt nhìn tứ phương, quai hàm hơi nâng lên, nơi này chỉ có một mình tôi. Tôi không thích một mình. Sao anh không đi ra ngoài? Bởi vì game này sử dụng NPC trí năng, cho nên NPC cũng không phải ở một vị trí cố định, bọn họ có thể tự động rời đi. Khi có người làm nhiệm vụ, phát hiện NPC muốn tìm không ở trên cương vị, chỉ có thể đi khắp thế giới tìm người sau đó tự đi qua phát động đối thoại nhận nhiệm vụ điểm này bị người chơi vừa mắng vừa cảm thấy chơi vui ra ngoài thiếu niên nghiêng đầu xuống giọng mang vẻ nghi hoặc tại sao tôi phải ra ngoài ra ngoài thì anh không còn một mình nữa hắn cúi đầu xuống vỏ vỏ túi áo dường như đang suy nghĩ một lát sau lắc đầu tính trẻ con mà nói bên ngoài rất nhiều người xấu tôi không ra ngoài sơ tranh anh từng đi ra ngoài không có Vậy sao anh biết bên ngoài rất nhiều người xấu? Chính là, có, thiếu niên cố chấp nói. Vậy tôi cùng anh ra ngoài. Ra ngoài ta đập chết mi, con người trong suốt của thiếu niên nhìn chằm chằm cô, không biết là đang suy nghĩ đề nghị của cô, hay là nghĩ chuyện gì khác. Không được, đi. Sơ tranh bóp cổ tay, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tin tức, người chơi, một bước bại một tỷ, ẩu đả NPC, giam lại 4 giờ, gian đe sơ tranh nhìn câu nói này bay qua trước mắt nhưng mà trông coi chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cũng không hề xuất hiện không phải tình huống thế nào đây game hỏng rồi sao người như vậy ta rất hoảng đó sơ tranh nhìn cái tin kia một chút phát hiện phía trước thiếu đi hai chữ tin tức hệ thống biến thành tin tức cho nên ý tứ này chính là trông coi không nhìn thấy cô thử offline lần nữa nhưng mà bất kể thử thế nào cô đều không có cách nào offline cuối cùng cái nút lo cao kia của cô cũng biến thành màu xám nội tâm sơ tranh hoàng thành quả bóng trên mặt vẫn là một bộ dáng thong dong cô tỉnh táo nhìn về phía thiếu niên kia thiếu niên ngồi xếp bằng dưới đất ngón tay trắng nõn bưng lấy mặt mình phồng má oán giận cô đánh tôi đau quá sơ tranh không vui một npc như anh mà còn biết đau ta mẹ nó sao không đánh chết mi đi chứ thiếu niên ngoan ngoãn nói ừm bị đánh thì sẽ đau sơ tranh mặt lạnh lùng anh biết đau là cảm giác gì thiếu niên suy nghĩ một chút mềm hồ hồ đáp đau chính là đau cô đánh tôi tôi đau tại sao cô lại đánh tôi tôi chỉ muốn cô ở cùng tôi thôi mà cô thật dữ nói đến phần sau thiếu niên càng ủy khuất hơn ta không đánh chết mi thật sự rất xin lỗi đấy tâm tình sơ tranh không tốt tẹo nào anh thả tôi ra ngoài cô lại bị một npc chụp lại thế này sau khi đi ra ngoài còn lăn lộn kiểu gì được nữa thiếu niên quay đầu ra lấy giọng điệu giận dỗi của bé con không muốn giọng nói của sơ tranh lạnh giống như dao anh muốn thế nào thiếu niên chậm rãi ở cạnh tôi giọng nói của sơ tranh lạnh hơn tôi cạnh ông nội anh thiếu niên nghi hoặc tôi không có ông nội cô ở cùng tôi là được rồi không cần ở cạnh ông nội tôi đâu sơ tranh tỉnh táo không sao đây là thế giới game, sơ tranh không dùng được ngân tuyến. Nhưng thế giới hiện thực hẳn là có thể dùng, cô thử để ngân tuyến trực tiếp cưỡng ép mở mũ trò chơi ra. loảng xoảng mũ trò chơi rơi xuống đất, sơ tranh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cô giơ tay che đầu đau như kim châm. Tiểu thứ, tiếng gì vậy, ngài không sao chứ? Dì đặng nghe thấy âm thanh, lo lắng ở bên ngoài gõ cửa. Sơ tranh thở hai cái, nhẫn nhịn cơn đau đầu, tận lực để âm thanh không có có dị thường, không sao, đồ rơi xuống đất thôi. Dì đặng rời đi, sơ tranh lập tức ngã xuống giường. Công ty game từng nhắc nhở tất cả người chơi, ở trong game, không thể cưỡng ép lấy mũ trò chơi xuống. Nhẹ thì chỉ là đau, nặng thì có khả năng tạo ra tổn thương cho thần kinh. Sơ tranh lau chán, chờ trở lại bình thường, chậm rãi ngồi từ trên giường dậy. Tần lạc kia là thế nào? npc trí năng mất khống chế sơ tranh lật ra số điện thoại phục vụ khách hàng của công ty game báo cáo tần lạc dị thường phục vụ khách hàng nói sẽ cho kỹ thuật kiểm tra một chút bảo cô chờ điện thoại phản hồi sơ tranh cũng không dám lên mạng ba tiếng sau phục vụ khách hàng gọi điện thoại tới biểu thị nhân vật không có dị thường số liệu hết thảy đều bình thường sơ tranh bình thường đó mà gọi là bình thường sao đó hoàn toàn là tinh thần thất thường có được không? Mấy người không thể bởi vì dáng dấp hắn thật đẹp mà mở to mắt nói lời bịa đặt chứ. Sơ tranh nói với bọn họ, mình không có cách nào lo cao được, bị NPC bắt cóc. Phục vụ khách hàng đáp lại rất giận người. Bảo cô online rồi liên hệ với phục vụ khách hàng. Sơ tranh, ta không muốn sống nữa sao? Cuối cùng phục vụ khách hàng bảo sơ tranh đưa mũ trò chơi đến công ty, để nhân viên kỹ thuật kiểm tra xem. Nghe lời này là biết qua loa rồi. Sơ tranh lập tức cúp điện thoại. Cửa của đoạn cổ thành dạ quy lai, chưa có ai từng mở được. Sơ tranh tìm trên diễn đàn cũng không tìm được bất cứ tin tức hữu dụng gì. Sơ tranh nhìn chằm chằm mũ trò chơi trên mặt đất, đứng dậy rời khỏi gian phòng. Di Đặng, tiểu thư, giúp tôi đi mua thêm một cái mũ trò chơi. Di Đặng hỏi, vẫn là loại lần trước sao, ừ. Tiểu thư, gần đây ngài. Dì Đặng mau đi đi. Dì Đặng thở dài, giúp sơ tranh đi mua mũ trò chơi. Mua mũ trò chơi về, sơ tranh một lần nữa lập nick đăng nhập. Kết quả phát hiện nơi mình xuất hiện cũng không phải là tân thủ thôn, mà là dạ quy lai. Cô đến rồi, thiếu niên vẫn ngồi dưới đất, trông thấy cô, con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Sơ tranh offline trong một giây. Có thể là bởi vì tốc độ của cô quá nhanh, lần này cô offline thành công quỷ phá sơ tranh bị dọa đến ba ngày không lên game hôm nay cô vừa rời giường người máy trong nhà đi từ ngoài cửa vào sơ tranh đã quen với việc nó lắc lư qua lại trong phòng mình không để ý trong nháy mắt ngay khi cô xuống giường người máy nói chuyện tại sao cô lại trốn ở đây giọng nói mềm nhẹ của thiếu niên phát ra từ người máy sơ tranh người máy đi về phía cô con mắt phát ra u quang nhìn chằm chằm vào cô có chút quỷ dị nhưng mà thanh âm người máy phát ra lại làm cho lòng người như nhũn ra một mình tôi rất nhàm chán cô đến chơi cùng tôi có được không sơ tranh đến npc thành tinh không thể nghi ngờ chỉ là mi tự tiện thành tinh người chế tạo ra mi có biết không sơ tranh cảm thấy là không biết tôi không muốn sơ tranh từ chối thiếu niên anh đừng tiếp tục quấy rối tôi bằng không thì tôi sẽ báo cáo anh để cho người ta nghiên cứu anh người máy ngừng tại chỗ làm ra tư thế do dự thật lâu sau giọng nói của thiếu niên vang lên tôi làm cô rất tức giận sao đúng tôi sửa có được không tôi không chọc giận cô nữa cô ở cùng tôi có được không không muốn sơ tranh cự tuyệt đến dứt khoát nếu anh không đi tôi lập tức báo cáo anh sơ tranh lấy điện thoại di động ra gọi một dãy số cũng đưa nó cho người máy xem trong mắt người máy lấp lóe u quang không biết qua bao lâu, ánh sáng phụt một tiếng tắt lịm đi, người máy đứng im bất động. Sơ Tranh nhanh chóng đưa người máy ra khỏi cửa. Hù chết người. Nhiệm vụ ẩn, mới thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Tần Lạc, ngăn cản Tần Lạc hắc hóa. Sơ Tranh, mỉm cười, "JPG, Vương Bát Đản mi biết chó chết như thế nào không?" "Chết như thế nào?" Vương giả theo bản năng hỏi, hỏi xong lại cảm thấy không đúng. "Tiểu tỷ tỷ, xin cô đừng vũ nhục ta, ta không phải chó. Đúng, mi là chó điên. Tân lạc, một trí năng tự ý thành tinh. Hắn vẫn luôn tồn lại trong game, nhưng không ai biết cả. Tận đến có một ngày có một người chơi nhận được nhiệm vụ giống như sơ tranh, cuối cùng đến dạ quy lai, gặp phải tần lạc. Người chơi kia lúc đầu cũng sợ hãi. Nhưng sau khi phát hiện tần lạc chính là một tên ngốc bạch ngọt, kiểu mà đặc biệt dễ lừa gạt ấy thế là vị người chơi này bắt đầu lợi dụng tần lạc làm đủ loại chuyện. Nên có người phát hiện dị thường, cũng phát hiện tần lạc tồn tại, tìm tới cửa, vị kia người chơi sợ hãi, bán tần lạc đi. Người chơi chẳng những không bị trừng phạt, mà bởi vì có công giao tần lạc ra, nhận được ngợi khen. Cuối cùng tần lạc hắc hóa, tạo thành sự cố mạng lưới tê liệt đặc biệt lớn. Đặc biệt là người trong game, đều bởi vì sự kiện này mà lâm vào trong hôn mê. Rất không khéo chính là, vị người chơi lợi dụng tần lạc kia, chính là hoa lạc bất tẫn. Sơ tranh, thế này cũng được, hoa lạc bất tẫn bật hách sao, sơ tranh bực bội đạp giường hai cước. Cô kiếm cái mũ trò chơi lúc trước về, một lần nữa đăng nhập vào game. Nơi xuất hiện vẫn là ở dạ quy lai, thiếu gia xinh đẹp mang tên tần lạc, chán nản ngồi dưới đất. nay Sơ Tranh dùng chân đạp hắn. Thiếu niên đột nhiên nghe thấy âm thanh, bỗng nhiên ngước mắt, con ngươi ủy khuất ba ba sáng lấp lánh. Có chút giống như một con chó cảnh cỡ lớn chờ đợi chủ nhân. "Tôi ở cùng anh cũng được." Sơ Tranh mặt lạnh, "Nhưng anh không thể hạn chế tôi online offline, cũng không thể hạn chế tôi rời khỏi nơi này." Tần Lạc vốn đang vui mừng vì câu nói đầu tiên, nghe xong đằng sau, lại phồng má, bất mãn hỏi, "Vì sao? Vì sao?" mi nói xem là vì sao ta là tới chơi game không phải để game chơi ta lời nói của sơ tranh mang theo ý uy hiếp anh không đồng ý thì tôi không bao giờ online nữa anh cũng không bao giờ nhìn thấy tôi nữa tần lạc vò vò vạt áo của mình tôi có thể đi tìm cô sơ tranh rời khỏi internet anh làm sao tìm được tôi tần lạc cười ngoan ngoãn bây giờ internet ở khắp mọi nơi tôi có thể tìm được cô sơ tranh Vậy tôi tìm nơi rừng sâu núi thẳm không có internet. Tìm ta xem tìm ta xem. Vật nhỏ còn muốn uy hiếp ta. Tần lạc thổi một hơi, quay hàm nâng lên, lại từ từ xẹp xuống, lại thổi lên, xẹp xuống. Sau khi lặp đi lặp lại ba lần, tần lạc nói, vậy được rồi, nhưng cô không thể gạt tôi, bằng không thì tôi sẽ tức giận, tôi tức giận siêu hung. Thiếu niên làm biểu cảm hung ác, nhưng mà gương mặt kia quá rêu rao nhìn càng giống như bé con sù lông vừa hung vừa manh. Sơ tranh ngồi xuống, anh biết mình là gì không? Tần lạc nghiêng đầu xuống, dường như rất vui vẻ vì sơ tranh ngồi xuống, tinh thần cả người đều phấn chấn lên. Tôi là Tần lạc, tôi là hỏi anh biết mình là thứ gì không? Tôi không phải thứ gì, tôi là Tần lạc. Thiếu niên cố chấp nói. Được thôi, anh không phải thứ gì. Cô tên gì? Tôi nên gọi cô là gì? thiếu niên lại gần hỏi sơ tranh vậy tôi gọi cô ừm thiếu niên cúi đầu xuống lông mi dài che lại đôi mắt một giây sau hắn đột nhiên xốc lông mi lên lộ ra con ngươi trong suốt gọi cô là tiểu sơ có được không tùy tiện tiểu sơ sơ tranh không đáp tiểu sơ thiếu niên không ngại phiền gọi cô thanh âm nhẹ mềm thiếu niên không vui vì sao cô không đáp lời tôi anh có thấy phiền không một trí năng tự mình thành tinh không có giấy phép, không yên tĩnh chút, cẩn thận bị tiêu hủy. Tiểu sơ, ừ, sự vui vẻ của tần lạc đều viết cả lên mặt. Sơ tranh chờ tần lạc vui xong, bây giờ giúp tôi làm xong nhiệm vụ này đi. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ báo ân của Trương Đại Hải. Làm sao làm? Tần lạc không hiểu liền hỏi. Anh có phải là trí năng không? Tần lạc không nói, chỉ vô tội nhìn cô. Trí năng cũng cần học tập, không biết tần lạc có ý thức tự chủ bao lâu, nhưng nhìn bộ dáng cũng không lâu, bằng không thì cũng sẽ không phải là một tên ngốc bạch ngọt như thế này. Anh tùy tiện nói một điều kiện, tôi giúp anh hoàn thành là được, sơ tranh giọng điệu lãnh đạm nói. Cô ở cạnh tôi đó. Chuyện này tôi đã đồng ý với anh, đổi cái khác. Nhưng tôi chỉ có cái này, sơ tranh chịu đựng tức giận, anh nói, muốn tôi giúp anh đi tìm thứ gì đó. Tần lạc, tìm cái gì? ta mẹ nó làm sao biết tìm cái gì? Mi mới là người phát nhiệm vụ cơ mà. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên, tại sao phải muốn tiểu sơ giúp tôi tìm đồ? Hắn không cần đồ, hắn chỉ muốn tiểu sơ ở cùng hắn. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ, tần lạc cúi đầu suy nghĩ, cũng không biết hắn làm gì, bảng nhiệm vụ của sơ tranh đột nhiên thay đổi. Như thế này được chứ? Cái này thật nhàm chán nha, tại sao tiểu sơ phải làm loại nhiệm vụ này? Cô ở cạnh tôi không tốt sao? Tôi muốn thăng cấp, nghiêm túc thăng cấp, nghiêm túc làm người. Tần Lạc chớp mắt, nhẹ nhàng, "A", à, một tiếng. Một phút sau, Sơ Tranh chơ mắt nhìn cấp bậc của mình đột nhiên vọt lên, vài phút là đạt đến đỉnh. "Tiểu Sơ, cô xem, như thế này thì cô không cần thăng cấp nữa, cô có thể ở đây cùng tôi." Sơ Tranh, "Có internet là anh có thể muốn làm gì thì làm đúng không? Anh làm lại như cũ cho tôi." vì sao không phải tiểu sơ nói muốn thăng cấp sao tần lạc không hiểu tôi không muốn bị hủy ních dưới đáy lòng sơ tranh cố gắng mặc niệm thẻ người tốt không thể đánh ngăn chặn lửa giận nếu như tôi bị hủy ních thì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa nhưng mà có nghe lời tôi không tần lạc nhìn cô một hồi lâu bĩu môi thu hồi cấp bậc của sơ tranh về thế giới nhất chi độc tú vừa rồi bảng xếp hạng level bị lỗi sao Thế giới điêu dân to gan, lỗi thế nào? Thế giới thịt ba chỉ chạy vội. Thế giới nhất chi độc tú, vừa rồi tôi nhìn thấy cấp bậc của một bước bại một tỷ lên thứ nhất. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Thế giới liên minh kẻ thù giàu. Thế giới nhất chi độc tú, nhìn ảnh. Nhất chi độc tú không chỉ nhìn thấy, còn sơ screenshot. Một bước bại một tỷ vinh quang đứng đầu bảng. Nhưng lúc mọi người đi xem, thì cũng không trông thấy. Thế giới điêu dân to gan, đây không phải photoshop chứ? Thế giới nhất chi độc tú, tôi rảnh rỗi p cái này làm gì? Tôi có bệnh à? Đám người ngẫm lại cũng đúng. Cái này không cần thiết. Nhưng một cái bảng danh sách cũng phải cho tiểu tỷ tỷ thổ hào lên đầu đề, đây tuyệt đối là chân ái của game đối với người chơi thổ hào. Quá phận. Nếu không có những người chơi như bọn họ thì game này có thể hot như thế sao? Kẻ có tiền chân chính ai lại không có việc gì đi ôm game chơi chứ là máy bay tư nhân không đẹp hay là du thuyền tư nhân không dễ chơi đây thế giới mi muốn giàu trong một đêm không chắc là lỗi thôi nói mới nhớ tiểu tỷ tỷ thổ hào đâu hai ngày nay sao không có chút động tĩnh nào nhỉ tin tức sau cùng vẫn là cô ấy tiến vào dạ quy lai sau đó liền mất tích thế giới điêu dân to gan dạ quy lai sẽ không ăn người chứ thế giới sơ tranh bên kia hoàn toàn không biết bên ngoài bởi vì thao tác kia của tần lạc mà mở ra một màn động não cô đang cùng tần lạc phân cao thấp mở cửa ra không muốn tần lạc không để ý hình tượng ôm chân sơ tranh nhỏ giọng bĩu môi trách móc cô đã nói sẽ ở cùng tôi tôi cũng đã nói anh không thể ngăn cản tôi không cho tôi ra ngoài nhưng cô vừa ở cạnh tôi có một hồi như thế tần lạc ngẩng đầu lên ủy khuất ba ba nói xin hỏi ta có thể làm rơi hắn không? Tiểu tỷ tỷ, không thể đâu. Vương giả rất chi kỷ nhắc nhở, hắn bây giờ chính là một chuỗi số liệu, cô không làm được. Sơ tranh, có NPC có thiết lập tử vong. Nhưng người ta vừa chết là lập tức có thể đứng lên, đến điểm phục sinh cũng không cần chạy. Sơ tranh hít sâu, dưới đáy lòng nói với vương giả, được, mi mở cửa ra cho ta, tiểu tỷ tỷ, chuyện này liên quan gì đến ta? có muốn phá sản nữa không? Mi có tin ta cứ ở mãi chỗ này không? Sơ tranh nói đến đây đột nhiên kịp phản ứng, không đi cũng rất tốt nha, ta muốn đi ra ngoài làm gì? Nơi này có thể người tốt, lại không cần phá sản, tiểu tỷ tỷ, ngài chờ một lát. Vương giả bị dọa đến chữ, ngài, cũng đã vận dụng. Cửa lớn đóng chặt bỗng không chút dấu hiệu báo trước mở ra, tần lạc nhìn sang bên kia một chút, bất mãn nhíu mày, ngay sau đó cửa lớn lần nữa đóng lại vương bát đản mi có được không cửa lần thứ hai mở ra tần lạc muốn đóng cửa lại nhưng lần này hắn nghẹn đỏ mặt cũng không thể đóng cửa lại sơ tranh tránh khỏi tần lạc lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi dạ quy lai thiếu niên từ dưới đất đứng lên đuổi theo tới cửa không tiếp tục đi ra hắn chỉ đứng ở đó ủy khuất nhìn sơ tranh sơ tranh thẻ người tốt phạm quy sơ tranh nghiêng đầu sang chỗ khác đi vào trong đám người rất nhanh liền ném tần lạc ở phía sau sơ tranh kéo mục bạn tốt ra ở trong hàng npc tìm tới tần lạc thêm bạn tốt tần lạc thông qua trong một giây nói chuyện riêng tần lạc cô gạt người nói chuyện riêng một bước bại một tỷ sao tôi lại gạt người rồi rõ ràng là mi đồng ý rất ngon lành rồi kết quả quay đầu liền muốn bội ước ta còn chưa tìm mi tính sổ mi còn quật ngược lại. Châu nha thẻ của ta. Nói chuyện riêng tần lạc, cho dù lúc này sơ tranh không nhìn thấy tần lạc, thì cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng tức giận phòng má của hắn. Nói chuyện riêng tần lạc, cái này chơi rất vui sao? Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, cái gì? Nói chuyện riêng tần lạc, game. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, tạm được. Nói chuyện riêng tần lạc, nhưng đối với tôi mà nói thì nó thật nhàm chán đối với một trí năng tùy tiện là có thể lên đệ nhất mà nói, xác thực rất nhàm chán. Nói chuyện riêng tần lạc, chừng nào thì cô về với tôi? Nói chuyện riêng tần lạc, cô muốn cái gì? Tôi có thể làm cho cô rất thuận tiện. Sơ tranh bên kia nửa ngày cũng không đáp lại, tần lạc không vui. Nói chuyện riêng tần lạc, vì sao cô không trả lời tôi? Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, câm miệng. Nói chuyện riêng tần lạc, vì sao cô ta lại mắng cô? Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, anh xem được chỗ này của tôi. Nói chuyện riêng Tần Lạc, tôi muốn thấy là có thể nhìn thấy. Cho dù không nhìn thấy người, Sơ Tranh cũng giống như có thể trông thấy từ trong câu chữ, biểu cảm kiêu ngạo của Tần Lạc. Sơ Tranh gặp phải quả quả, chuyện ở Ngọc Hàn Tuyết Sơn lần trước, làm quả quả ghi hận trong lòng. Lúc này chính là oan gia ngõ hẹp quả quả vừa lên liền chào phúng cô, sơ tranh không lạnh không nhạt trả về hai câu, không muốn phản ứng với một phong nền chẳng có tí tác dụng gì như cô ta. Nhưng mà người ta không phục nha. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp động thủ ở trong đoạn cổ thành. Sơ tranh đối với loại trẻ nhỏ dễ dàng kích động như vậy, cũng rất bất đắc dĩ. Ta thật sự không làm gì cả. Cô ta khăng khăng muốn nói lại nhải với ta, ta không lại nhải lại với cô ta cũng có lỗi sao? vì sao thế giới này lại nghiêm khắc với ta như thế? Thế giới vô kỵ ca ca, mụ nội nó. Có người động thủ ở đoạn cổ thành. Thế giới siêu nhân không biết bay, điên rồi sao? Đoạn cổ thành là chủ thành, động thủ ở đó bị giam lại 10 ngày, tên đỏ một tháng. Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, 6666 ai mạnh như vậy? Chủ thành cũng không phải bản đồ không thể động thủ. Chỉ là chủ thành trừng phạt cao giam 10 ngày không tính là gì. Vấn đề là tên đỏ một tháng. Người chơi tên đỏ bị người khác giết, rơi điểm kinh nghiệm thì không nói, sẽ còn rơi trang bị. Thật sự tên đỏ một tháng, trừ phi không online, không thì nick này tuyệt đối phế luôn rồi. Sơ tranh là một ước nhỏ ra giòn, đụng tới là phải chết, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Không chạy chờ người ta ăn vạ hay sao? Tiểu tỷ tỷ chạy cái gì, phá sản đi. Xông lên vương giả lưu loát phát nhiệm vụ cho sơ tranh sơ tranh vương bát đản luôn luôn nghĩ cách hại ta nói chuyện riêng tần lạc cô ta ức hiếp cô tôi giúp cô giáo huấn cô ta nói chuyện riêng một bước bại một tỷ anh đừng làm loạn thẻ người tốt làm loạn sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện kéo đi giam lại loại chuyện như giam lại này chỉ có ta mới có thể làm sao có thể để người khác làm nói chuyện riêng tần lạc tôi chỉ muốn giúp cô. Nói chuyện riêng một bức bại một tỷ, anh làm loạn tôi sẽ không về nữa. Nói chuyện riêng tần lạc, cô không về tôi cũng có thể bắt cô về. Tin tức hệ thống người chơi, một bức bại một tỷ, khởi xướng lệnh truy nã đối với người chơi, quả quả, tiền thưởng 10.000 kim, không giới hạn số lần không giới hạn thời gian. Người chơi ở gần nơi khởi nguồn, trông thấy tin tức này, đồng thời, mẹ nó, một tiếng lúc này sơ tranh đã chạy đến nơi nhiều người nhất có thể là quả quả kiên kỵ nhiều người như vậy không dám tiến lên thế giới game vốn cũng không có đạo lý gì để giảng có đôi khi một trận đại chiến cấp sử thi có lẽ vẻn vẹn chỉ bởi vì hai người xa lạ khi đi ngang qua nhau nhìn đối phương nhiều thêm một chút cô trốn cái gì có bản lĩnh thì ra đây quả quả hô về phía sơ tranh tại sao tôi phải đến sơ tranh đứng ở phía sau toàn bộ khí thế triển khai, tuyệt không thua trận. Tôi là một ớt nhỏ cấp không, là người đều biết giết tôi đơn giản như chém đậu hũ. Trí thông minh của cô không tốt tôi không trách cô, nhưng tôi không thể vứt bỏ trí thông minh. Sơ tranh dùng răm ba câu liền nói từ, không đi ra, đến trí thông minh cao thấp. Đám người, luôn cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, nhưng không có gì để phản bác. Chuyện sơ tranh là ớt nhỏ cấp không, toàn bộ server thậm chí server sát vách cũng biết. Cấp bậc của quả quả đã hơn 50, đối phó với một ớt nhỏ cấp không, xác thực dễ dàng như chém đậu hũ. Ra ngoài đó là một con đường chết. Nếu như quả thật bị chọc giận ra ngoài, vậy đúng là có chút, ngốc. Cái này hình như không giống với kịch bản trước kia lắm đâu, quần chúng vây xem kinh ngạc xong, có người ngo ngoe muốn động. 10.000 tệ, cho dù bị giam 10 ngày, tên đỏ một tháng, cũng rất có lời. Chơi game cơ bản đều bỏ tiền, ai có thể kiếm được 10.000 tệ, đẳng cấp cao luyến tiếc tài khoản, không có ý định động thủ, lui đến biên giới nhìn. Không biết quả quả lấy đâu ra hòa khí, đối mặt với nhiều người như vậy, cũng không sợ hãi, ngược lại bày ra tư thế phó mặc trời đất. Sơ tranh nhìn đến run rẩy, Không phải chỉ có mấy đồng tiền bẩn thôi sao, đám người các người liền xem cô ta như tổ tông mà cung phụng, có chút trí khí đi được không? có tiền có gì đặc biệt hơn người. Đều là một đám rác rưởi sâu mọt, các người đều đi chết đi, lúc đầu quả quả chỉ mắng sơ tranh, đằng sau không biết sao lại bắt đầu mắng kẻ có tiền, cuối cùng kéo dài đến tất cả người chơi. Người chơi Trong game vốn là bởi vì có một tầng internet bảo hộ, rất dễ dàng bị chọc giận. Hành vi của quả quả lúc này, không thể nghi ngờ chính là châm lửa. Thời khắc mấu chốt, thân hữu của quả quả nghe theo gió mà đến thế là cuối cùng ai đánh ai đã không phân rõ được nữa cuối cùng giết đến đỏ mắt ai giết ai cũng không làm rõ được bởi vì số người tham dự quá nhiều nghe nói phòng tạm giam bởi vì quá nhiều người mà bị kẹt đến lo cao quả quả nửa đường lo cao rồi lưu lại một đám thân hữu giúp cô ta đã bị chộp tới giam lại sơ tranh cảm thấy việc này không thể nói gì được thế giới một ly trà sữa phòng tối tập thể cảm giác hoàn hảo không? Thế giới lạnh lùng lạnh lùng, rất tốt, chỉ là hơi chật, người chồng người, mấy người bị ép lo cao luôn. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Tôi chỉ muốn biết, vì sao? Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, nghe nói là tiểu tỷ tỷ một tỷ gây ra đó. Thế giới nhược ra, đến giải thích cái nào? Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, đến đây chậm rãi nghe tôi kể lại nào, chuyện là như thế này nguyên nhân gây ra mọi chuyện kỳ thật rất đơn giản chính là quả quả tìm sơ tranh gây chuyện người này tìm người kia gây chuyện người kia lại tìm người này kiếm chuyện trong game thuộc về thao tác bình thường ai biết vị quả quả này tìm sơ tranh gây chuyện liền biến thành vận động của toàn bộ server thế giới thiệt ba chỉ chạy vội kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quả quả kia đột nhiên lái sang mắng cả đám người cho dù không có treo thưởng của tiểu tỷ tỷ một tỷ thì có lẽ cũng sẽ có người động thủ mọi người chơi game chính là để buông lỏng cô mắng tôi tôi còn không đánh cô chắc nữ thật xin lỗi trong mắt thẳng nam game mới là vợ chính thất nữ chọc thì đánh cả nữ trong game không đánh nữ dùng lời của bọn họ mà nói thì là cha nam chơi game không nghiêm túc mà chơi lại còn muốn cô gái không một lòng với game tuyệt đối là cha nam dưới tình huống quả quả mắng cả bầy người, sơ tranh treo thưởng tựa như sợi dây bắt lửa. Giết người còn có tiền cầm, còn không phải mấy trăm tệ, là mười ngàn tệ, thế này mà không dồn hết sức đánh thì còn ra gì nữa, sau đó liền giết đến đỏ mắt, tạo thành cục diện như bây giờ. Chuyện này nhốn nháo náo mấy ngày. Sơ tranh vội vàng ứng phó với các loại tiểu động tác làm nũng của tần lạc, cô nhất định phải đi theo tôi, cô đã đồng ý với tôi rồi, cô nhất định phải ở cùng tôi cơ cũng ngẫu nhiên xem tiến độ chuyện này bởi vì quá nhiều người tên đỏ người của các công hội lớn đều dính đến vì phòng ngừa xung đột và tổn thất cho nên các công hội lớn ra mặt người chơi tên đỏ một tháng này đều không cho giết vì để các vị người chơi trông thấy mấy công hội lớn thay phiên bỏ tiền treo thông báo lên đỉnh vài ngày từ khi sau chuyện này xảy ra quả quả kia vẫn không lên mạng về sau sơ tranh nghe nói hình như là bởi vì ở hiện thực bạn trai quả quả ngoại tình tìm một bạch phú mỹ nên cô ta bị kích thích hoa lạc bất tẫn thay quả quả xin lỗi chuyện đã như vậy mọi người cũng chỉ có thể xem như thế thôi trong game mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh chuyện này rất nhanh liền qua đi sơ tranh vừa ứng phó tần lạc vừa làm cái nhiệm vụ nát kia cô mệt cả tâm làm xong một cái nhiệm vụ vốn cho rằng phía dưới còn có nữa. Ai biết, hình ảnh trước mặt đột nhiên nhảy một cái, nhắc nhở cô nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Sơ tranh, sơ tranh nhìn thấy cấp bậc của mình vù vù tăng lên. Tăng mãi đến cấp 40 mới dừng lại. Cô gái, chúc mừng nha, không biết Trương Thiên Trụ xuất hiện từ chỗ nào, cười ha hả đây là phần thưởng tặng cô. Chúc mừng thu hoạch được mảnh vỡ tàng bảo đồ nhân một, nhiệm vụ ẩn, mời người chơi thu thập mảnh vỡ tàng bảo đồ sơ tranh, tỉnh táo, tỉnh táo, ta tỉnh táo cái cầu chứ. Tin tức hệ thống người chơi, một bước bại một tỷ, ẩu đả NPC, giam lại 4 giờ, gian đe. Tin tức hệ thống người chơi, một bước bại một tỷ, hối lộ trông coi, khấu trừ 2.000 điểm uy tín. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không, thế giới thịt ba chỉ chạy vội, thế giới tổng kim hữu cơ niên, thế giới trường giang trường giang ta là ngân hà đây là phương thức phá sản kiểu mới sao? Thế giới điêu dân to gan, tỷ tỷ thổ hào, điểm uy tín của cô còn tốt chứ? Thế giới cẩm sắt 50 giây cung, thế giới của thổ hào tôi thật sự không hiểu, hình như thù dầu rồi. Thế giới liên minh kẻ thù dầu, huynh đệ gia nhập giáo không? Điểm tín dụng của sơ tranh tuyệt không tốt. Đã tính gộp lại đến 6.900, cô lại đánh NPC mấy lần, chẳng mấy chốc sẽ đột phá hàng vạn điểm. Sơ tranh đã cấp 40. Có thể xem bảng xếp hạng, sơ tranh kéo bảng xếp hạng ra nhìn một chút. Bảng uy tín có hai bảng, một cái là dương, một cái là âm. Với cái điểm uy tín kia của cô, dương chắc chắn không lên được. Mà trên bảng điểm uy tín âm, cô thình lình xếp hạng thứ. Ba, thứ ba, ôi, còn có người lợi hại hơn cô cơ á. Tin tức hệ thống người chơi, một bước bại một tỷ ẩu đả NPC, giam lại 4 giờ, gian đe. Tin tức hệ thống người chơi, một bước bại 1 tỷ, hối lộ trông coi, khấu trừ 2.000 điểm uy tín. Tin tức hệ thống người chơi, một bước bại 1 tỷ, ẩu đả NPC, giam lại 4 giờ, gian đe. Tin tức hệ thống người chơi, một bước bại 1 tỷ, hối lộ trông coi, khấu trừ 2.000 điểm uy tín. Edit bài Hạ Lan Tâm Nhiên Thế Giới Trường Giang Trường Giang Ta Là Ngân Hà thế giới nhược ra lên mạng đã nhìn thấy tiểu tỷ tỷ thổ hào ẩu đả npc thế giới hộ và mặt chuyên nghiệp loại cấp kia của tiểu tỷ tỷ cũng chỉ có thể ẩu đả npc tân thủ thôn thế giới thịt ba chỉ chạy vội không đúng tiểu tỷ tỷ thăng cấp đám người nghe vậy dồn dập tìm tư liệu của sơ tranh xem quả nhiên thăng cấp thế giới điêu dân to gan hôm qua khi tôi offline vẫn là cấp không ngày hôm nay lên mạng đã cấp 40, xin hỏi tiểu tỷ tỷ thổ hào, cô đã làm việc gì không thể lộ ra ngoài sao? Thế giới đàm niên, một đêm 40 cấp, là tôi chơi game giả sao? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm sao, trước đó không phải cô ấy vẫn đang làm nhiệm vụ sao, chắc là nhiệm vụ đặc thù gì đó thôi. Mọi người ngẫm lại cũng thấy đúng, sơ tranh vẫn luôn cấp không? Nhưng cô lại đang làm nhiệm vụ, nhiều ngày như vậy, lên tới cấp 40, vậy thì rất bình thường. Thế giới trường giang trường giang ta là ngân hà, nhưng mà chuyện này cùng với chuyện cô ấy ẩu đả NPC có quan hệ gì? Thế giới, hình như không có quan hệ gì. Sơ tranh nhìn thấy mình thăng lên hạng nhất trên bảng xếp hạng uy tín âm, rất là hài lòng. Làm đại lão chính là phải làm đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ, hạng nhất này của cô không phải có chút gì đó là lạ sao? Vương giả ngoi đầu lên, yếu ớt lên tiếng người ta làm hạng nhất còn cô lại muốn làm hạng nhất đếm ngược là hạng nhất là được cô thật đúng là không kén chọn mà sơ tranh thăng cấp thương thành thắp sáng rất nhiều thứ sơ tranh kéo tờ trang phục ra trang phục vũ tộc rất nhiều vấn đề là hai ngàn trở lên không tính là nhiều đại bộ phận còn là hoạt động cướp được bây giờ đã không xuất bản nữa căn bản không thể mua đặt trong thương thành cũng chỉ để cho bạn xem một chút thôi sơ tranh cấp tốc mua xong những thứ có thể mua. Còn thiếu rất nhiều, sau 2 tháng mà không mua xong, thì sẽ gấp đôi, 60 bộ. Sơ tranh cảm giác mình bị một đống quần áo bao phủ. Quá khủng bố. Thế này bảo ta chơi kiểu gì đây? Nói chuyện riêng tần lạc, tiểu sơ muốn quần áo sao? Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ. Ừ, nói chuyện riêng tần lạc, tôi cho cô nhé. Tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt cho không tính nha nhà của mình mình phá sao có thể để thẻ người tốt động thủ chứ sơ tranh trở mặt trong một giây nói chuyện riêng một bước bại một tỷ không muốn nói chuyện riêng tần lạc nói chuyện riêng tần lạc vậy tiểu sơ chừng nào thì về với tôi nói chuyện riêng một bước bại một tỷ anh không thể ở một mình được à trẻ con chưa dứt sữa sao ngày nào cũng phải ở cùng ta không cần không gian riêng tư sao nói chuyện riêng tần lạc tôi vẫn luôn một mình. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ. Ta nợ mi à, thẻ người tốt, của ta, là của ta, phải tỉnh táo, phải tâm bình khí hòa. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, anh tới tìm tôi. Nói chuyện riêng tần lạc, bên ngoài có người xấu. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, có tôi. Tần lạc không đáp, một hồi lâu sau hắn gửi cái biểu cảm, đáng yêu, tới. Tần lạc không tới sơ tranh cũng không để ý đến hắn. Trước tiên nghĩ cách kiếm trang phục đã. Mua không được, có thể mua với giá cao. Sơ tranh ra giá cực cao, thật đúng là có không ít người bán. Sơ tranh triệt để ngồi vững danh hào tên phá ra. Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ cô cấp 40, có thể đi phó bản rồi, hạ bản không? Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ. Cô ở đâu? Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, bận, không đi. Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, bận cái gì thế tiểu tỷ tỷ. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, mua trang phục. Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, người nghèo nhận 10.000 điểm thương tổn. Tin tức gần đây sơ tranh rêu dao thu mua thời trang vũ tộc, hoa đào vẫn như cũ đương nhiên biết. Cô ấy không có nếu cô ấy có, thì cũng muốn bán. Mặc dù cô ấy không có thời trang đáng tiền, nhưng cô ấy có tin tức mới nhất. Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ, sắp có hoạt động trung thu đó, sẽ ra mấy bộ quần áo, nhìn rất đẹp. Nói đến quần áo xinh đẹp, cho dù là trong game, hứng thú của nữ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hoa đào vẫn như cũ gửi mấy tấm ảnh tới. Là ảnh tuyên truyền của công ty game. Trong đó có một bộ lạc thần lấy cấp c mà ra mắt còn chưa online đã dẫn tới nhóm người chơi nữ chạy theo như vịt nói chuyện riêng một bước bại một tỷ cái này nạp bao nhiêu tiền có thể được nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ phương thức suy nghĩ của thổ hào chính là không giống với những người bình thường như bọn họ người bình thường hỏi đều là làm sao thu hoạch được cô đi lên chính là một câu nạp bao nhiêu tiền có thể được nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ tiểu tỷ tỷ cái này chỉ nạp tiền không được còn phải làm nhiệm vụ nói chuyện riêng một bức bại một tỷ phiền toái như vậy nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ cũng ổn mà hoạt động chính là như vậy bằng không thì người chơi chơi cái gì nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ hoạt động có yêu cầu cấp bậc tiểu tỷ tỷ cấp bậc bây giờ của cô còn quá thấp tôi mang cô thăng cấp nhé hoa đào vẫn như cũ nghĩ đến chính sự lập tức rèn sắt khi còn nóng sơ tranh suy nghĩ một lát đồng ý đề nghị của hoa đào vẫn như cũ hoa đào vẫn như cũ kéo sơ tranh vào trong đội ngũ đội ngũ năm người trong đó có hai người sơ tranh biết bà la suy tuyết và hành vân bà la suy tuyết tò mò hỏi tiểu tỷ tỷ thổ hào cô mua nhiều thời trang như vậy làm gì có tiền không có chỗ tiêu còn lại là một nữ sinh tính cách coi như không tệ thoải mái chào hỏi sơ tranh sau khi sơ tranh thăng cấp còn chưa từng đánh quái lần đầu tiên sơ tranh không quá quen thuộc nhưng lần thứ hai thì tốt hơn nhiều lần thứ ba đã có thể nắm giữ tinh túy sao tôi cảm thấy phó bản vừa rồi của chúng ta rơi rất nhiều đồ nhì hoa đào vẫn như cũ kỳ quái hỏi ba la suy tuyết cậu có cảm thấy không ừ ba la suy tuyết và hành vân đều cảm giác được đi phó bản này nhiều lần như vậy có bao giờ rơi nhiều đồ như vậy đâu chúng ta đi thử thiên ma một chút đi hoa đào vẫn như cũ kích động ngày hôm nay vận khí tăng cao nói không chừng có thể rơi ra đồ của thiên ma thì sao được ba la suy tuyết không có ý kiến hành vân cũng đồng ý cuối cùng chỉ còn lại nữ sinh kia nữ sinh nói tôi muốn lo cao không đi được rồi nữ sinh lo cao đội ngũ thiếu một người hoa đào vẫn như cũ phát tin tức hạ bản ở gần đó rất nhanh liền có người vào ta không phải thỏ thỏ gia nhập đội ngũ hoa đào vẫn như cũ bà la suy tuyết hành vân sơ tranh sao thế người này sơ tranh có chút ấn tượng chính là người không nghiêm túc ca hát mà trầm mê chơi game kia nhưng gần đây đều không gặp anh ta anh ấy là một tên hố hàng hoa đào vẫn như cũ gian nan nói cho dù anh ấy là idol tôi thích tôi cũng không muốn đi cùng anh ấy đâu. Sơ tranh, đây là hố đến bao nhiêu, ta không phải thỏ thỏ rất nhanh xuất hiện, không dùng truyền tống, mà đi tới, chắc là ở ngay gần đó. Nhìn thấy bọn họ liền vung vẫy hai tay như tư thế mở con sớt, này, phía dưới đáp một câu, chúng em ở đây, vài phút là có thể mở luôn con sớt rồi. Ta không phải thỏ thỏ mấy bước đi tới, nhìn thấy sơ tranh, con người sáng lên, tiểu tỷ tỷ đào mộ, đã lâu không gặp sơ tranh đám người chấm chấm ngoặc kép edit bài hạ lan tâm nhiên thế giới hoa đào vẫn như cũ đi phó bản cùng thỏ thỏ còn có thể cứu không thế giới phen cuồng thỏ ca nén bi thương đi thế giới trời sinh có anh tỉ muội đi thanh thản chúng tôi sẽ tưởng nhớ cô thế giới hôm nay thỏ ca lên mạng không đây chính là đại giới hạ bản cùng thỏ thỏ tiếp nhận đi thế giới bạn gái của thỏ thỏ là bản tôn là kẻ hung hãn, người bạn gái như tôi đây cũng không dám cùng thỏ thỏ hạ bản, châu. Thế giới ta không phải thỏ thỏ, tôi vẫn còn ở đây đấy nhé, mấy người làm sao đây, muốn bị xóa phen tịch hả? Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, ha ha ha, thỏ ca quá đáng thương. Thế giới trần trần vô ảnh, tôi không muốn cười, nhưng tôi nhịn không được, thật xin lỗi, ha 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 ha. Thế giới điêu dân to gan, hoa đào cô cùng thỏ thỏ đi phó bản gì vậy thế giới hoa đào vẫn như cũ phó bản thiên ma tôi không nghĩ tới tôi vốn đang đi cùng tiểu tỷ tỷ thổ hào là thỏ thỏ đột nhiên xuất hiện tôi không cự tuyệt được thế giới điêu dân to gan đậu má không gọi tôi thế giới mi muốn giàu trong một đêm không đậu má không gọi tôi thế giới nhược gia đậu má không gọi tôi thế giới hộ và mặt chuyên nghiệp đậu má không gọi tôi sơ tranh nhìn các loại phun tào trên thế giới tỉnh táo đóng thế giới lại sau khi vào phó bản sơ tranh liền biết ta không phải thỏ thỏ có bao nhiêu hố kỹ thuật của anh ta vẫn còn được nhưng chính là thường xuyên đang đánh thì đột nhiên nói chuyện sau đó liền treo thiên ma vốn là phó bản đặc thù sẽ rơi ra trang bị thiên ma là trang bị mà tất cả mọi người đang đánh trong game bây giờ nhưng tỷ lệ rất cảm động giống như kiếm thương vũ. Idol nhà tôi hố không chỉ là anh ấy không hiểu thấu treo, mà còn đi phó bản với anh ấy, vận khí cực kém. Hoa đào vẫn như cũ nhỏ giọng phổ cập khoa học với sơ tranh. Song lần này vượt quá dự kiến của hoa đào vẫn như cũ, boss cuối cùng ngã xuống đất, xoát ra lại có một bộ phận của trang bị thiên ma. Thỏ thỏ hôm nay anh bật hách sao? Hoa đào vẫn như cũ kinh hỉ hô về phía ta không phải thỏ thỏ ta không phải thỏ thỏ không có tôi không phải loại người như vậy tôi có gánh nặng thần tượng sơ tranh không có gánh nặng thần tượng mi sẽ bật ngay lập tức đúng không đi thêm lần nữa cuối cùng cùng chia sau ba la suy tuyết nói những người khác không có ý kiến đi thêm mấy lần lần nào cũng rơi rất nhiều thứ hơn nữa lần nào cũng có một bộ phận của trang bị thiên ma mặc dù có lặp lại nhưng khi lặp lại sẽ rơi hai cái trong đó nhất định có một cái không lặp lại mọi người đi tiếp đi tôi rời đi trước một lát hoa đào vẫn như cũ kinh ngạc hờ đồ còn chưa kia lát nữa tôi trở về ồ oh, vậy được rồi sơ tranh truyền tống rời đi đi dỗ đứa trẻ to xác đang dỗi ngay sau khi sơ tranh đi bọn họ hạ bàn vốn đang bật hách đến cha mẹ cũng không nhận ra đồ vật rơi ra toàn là thứ vô dụng không đáng tiền mọi người có nhớ không lần trước rơi kiếm thương vũ cũng là tiểu tỷ tỷ thổ hào ở đó hình như là thế tiểu tỷ tỷ thổ hào vừa đi nên cái gì cũng mất đám người giống như phát hiện ra chân tướng gì đó hung hăng thúc giục sơ tranh mau chóng trở về sơ tranh dỗ xong tần lạc trở lại trong đội ngũ ha ha đó là dỗ sao đó rõ ràng chính là uy hiếp vậy ta có thể làm sao ta bảo hắn đi theo ta, hắn lại không chịu. Khăng khăng muốn ta đi cùng hắn. Có thể sao? Nhanh! Thử một lần nữa. Sơ tranh trở về, hoa đào vẫn như cũ hưng phấn thúc giục. Quả nhiên lần này sơ tranh ở đây, đồ vật rơi ra đều là đồ tốt. Tiểu tỷ tỷ, cô là cầm lý sao? Hà! Có cô ở đây, tỷ lệ rớt trăm phần trăm đó. Sơ tranh trầm mặc, không phải nói người có điểm uy tín thấp vận khí rất kém sao điểm uy tín của cô là bao nhiêu mười ngàn đi khóe miệng ta không phải thỏ thỏ giật một cái cô có hiểu lầm gì với điểm uy tín thấp à sơ tranh chậm rãi nói âm ta không phải thỏ thỏ a à? lần trước sơ tranh bị trừ điểm uy tín người trên thế giới đều chú ý chuyện cô thăng cấp cũng không chú ý chuyện điểm uy tín mấy người hậu chi hậu giác mở bảng uy tín ra trông thấy sơ tranh đứng hàng thứ nhất của bảng số âm, lâm vào trong trầm mặc quỷ dị. Âm thành thế này, tuyệt đối là xui xẻo đến không được. Hành vân yếu ớt, có lẽ, là trùng hợp. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, ta không phải thỏ thỏ, lần này cô đừng đi, chúng ta đi thôi, không mang theo sơ tranh hạ bản, trong nháy mắt trở về đến tỷ lệ rớt trước đó. Chỉ cần mang theo sơ tranh, tỷ lệ rớt chắc chắn sẽ kéo lên. Tiểu tỷ tỷ, lát nữa boss cuối cùng kia cô đến đánh nhé bà la suy tuyết nói với sơ tranh mấy người cào cho boss gần hết máu sơ tranh đi lên bổ một đao cuối cùng mọi người thấy boss ngã xuống đất chờ lấy đồ vật rơi ra thi thể boss rất nhanh biến mất nhưng mà không rơi ra gì cả đám người sơ tranh không phải thế này là có ý gì liên tiếp thử hai lần đều là như thế này không mang theo sơ tranh còn có thể rơi ra chút gì đó loạn thất bát tao. Sơ tranh cho một kích cuối cùng, kết quả ngay cả lông cũng không có. Tôi biết đại khái rồi, ba la suy tuyết mặt thâm trầm, tiểu tỷ tỷ xui xẻo là chính bản thân cô, nhưng đối với người chơi đi cùng cô lại là may mắn, sơ tranh mặt không cảm xúc nhìn cậu ta. Ba la suy tuyết, đơn giản mà nói chính là, đối với người khác mà nói cô chính là cầm lý, khổ mình, giàu người khác đấy. Sơ tranh trầm mặc không nói. Nhóc đáng thương yếu ớt bất lực bây giờ chỉ muốn lặng lặng. Cô làm sao mà âm hay thế? Ta không phải thỏ thỏ tò mò, có thể âm hơn 10 ngàn, châu. Thỏ ca anh hối lộ trông coi nhiều hơn mấy lần là được rồi, ba la suy tuyết nói. Ta không phải thỏ thỏ nói thế nào cũng là nghệ sĩ, có trầm mê game thế nào, cũng không thể thật sự mặc kệ chuyện chính của mình. Cho nên chuyện phát sinh trên game, rất nhiều chuyện anh ta cũng không biết. Ẩu đả NPC rồi lại hối lộ, rất nhanh là có thể âm thành giống như tiểu tỷ tỷ thổ hào. Sơ Tranh là cầm lý, chỉ có thể tạo phúc cho người khác. Không biết là ai nói ra, trong lúc nhất thời người tìm sơ tranh hạ bản nhiều không đếm hết. Sơ Tranh ngại phiền, trốn ở chỗ Tần Lạc. Tần Lạc đổi mới tiểu lâu không ít, trước đó trống rỗng, bây giờ cái gì cũng có, ngược lại có mấy phần nhân khí tiểu sơ không vui sao suy nghĩ chút chuyện đừng phiền tôi tiểu sơ không vui thì có thể nói với tôi tôi giúp cô tần lạc bưng lấy mặt nụ cười ngoan ngoãn tôi rất lợi hại sơ tranh giơ tay mỏ đầu hắn đây chỉ là một chuỗi số liệu không có cảm giác gì sơ tranh rất nhanh liền thu tay lại không mặn không nhạt ừ tần lạc ngoẹo đầu nhìn cô không gian trong lúc nhất thời trầm mặc xuống sơ tranh bị tần lạc nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên anh nhìn tôi làm gì ừm tiểu sơ đi rồi tôi sẽ không nhìn thấy nữa tần lạc yếu ớt nói nếu như tiểu sơ có thể ở mãi ở đây thì thật tốt sơ tranh nghiêm mặt nghiêm túc nói tốt nhất anh đừng có ý đồ xấu tôi muốn ra ngoài sẽ luôn có biện pháp anh không nhốt được tôi tiểu sơ không thích tôi sẽ không tần lạc khoát tay tôi không làm tiểu sơ tức giận anh đừng nghĩ đến những chuyện này tôi sẽ ở cùng anh mãi sơ tranh nói con người tần lạc hơi sáng lên có thật không anh phải nghe lời lông mi tần lạc rủ xuống nửa ngày sau ngẩng đầu lên cười đến đặc biệt ngọt được chỉ cần tiểu sơ ở cùng tôi tôi đều nghe tiểu sơ edit bài hạ lan tâm nhiên người bên ngoài muốn đi phó bản với một cẩm lý như cô cho nên sơ tranh suy nghĩ ra một ý tưởng hay để có thể cảm ơn muốn đi phó bản cũng được thôi lấy thẻ cảm ơn ra đi. Ta thật là khó lòng phòng bị mà. Sao tiểu tỷ tỷ không thể nghiêm túc đi con đường bình thường được nhỉ? Cứ khăng khăng phải đi con đường bằng môn tà đạo này mới chịu. Đại lão không phải người bình thường, đương nhiên không đi con đường bình thường. Mỉm cười, hoa lạc bất tẫn cùng thân hữu của mình hạ bản, vừa ra đã nhìn thấy nhân vật trung tâm mà trên thế giới thảo luận đến nhiệt tình, tâm tình cực kỳ không tươi đẹp. Cô gái này, rõ ràng dạ văn tiêu quen biết cô nhưng bất kể mình hỏi thế nào hắn cũng nói chỉ là quen biết không có quan hệ gì dựa vào trực giác của phụ nữ hoa lạc bất tẫn cảm thấy quan hệ của bọn họ nhất định không đơn giản hoa lạc chúng ta có đi nữa không người chơi giáp bên cạnh hỏi lâu như vậy mà cũng không ra được tôi không muốn đi nữa người chơi ất phàn nàn nếu không chúng ta cũng tìm một bước bại một tỷ kia đi hạ bản cùng cô ấy nhất định có thể rơi ra người chơi bính đề nghị nghe thấy cái tên một bước bại một tỷ này sắc mặt hoa lạc bất tẫn càng kém hơn muốn đi thì mọi người đi đi tôi không đi ôi hoa lạc hoa lạc cô chờ chúng tôi một chút người chơi giáp đuổi kịp hoa lạc bất tẫn hoa lạc gần đây cô sao thế không sao người chơi giáp kỳ quái hình như tâm tình cô không tốt không phải là bởi vì hai ngày nay đại thần dạ văn tiêu không lên mạng chứ anh ta lên mạng hay không liên quan gì đến tôi chúng ta có ai mà không biết đại thần thích cô hai ngày nay không lên mạng hoa lạc cô lo lắng hả à? cô nói bậy bạ gì đó được 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 tôi nói bậy hoa lạc bất tẫn nhìn lên trên thế giới một chút tâm tình cực kỳ không tươi đẹp từ khi một bước bại một tỷ này xuất hiện chủ đề thảo luận của người chơi ở server này liền không rời khỏi cô hoa lạc hoa lạc người chơi ất vừa rồi rơi ở phía sau đuổi theo cô có biết vừa rồi tôi nghe thấy tin tức gì không hoa lạc bất tẫn cái gì cô đoán xem không biết người chơi ất cũng không thừa nước đục thả câu đại thần dạ văn tiêu dự định thổ lộ với cô vào ngay ngày trung thu ấy hoa lạc bất tẫn sững sờ trước đó dường như dạ văn tiêu đã định thổ lộ với cô ta cô ta nghe được chút tiếng gió nhưng không biết vì sao Cô ta mãi không đợi được người chơi giáp kinh hô một tiếng, thật hay giả, người chơi ất vũ ngực, đương nhiên là thật, tôi nghe được từ chỗ bạn bè của đại thần, bây giờ đại thần đang chuẩn bị đấy. Hoa Lạc, chờ mong sao? Hoa Lạc bất tận giống như ngại ngùng, được. Rồi, các cô đừng nói nữa, lỡ như không phải thì sẽ trở thành trò cười đấy. Hoa Lạc, cô xinh đẹp như vậy, phải có chút tự tin với mình chứ, đúng thế. Các cô đừng nói nữa hoa lạc bất tẫn bên này nghe thấy dạ văn tiêu muốn thổ lộ với cô ta sơ tranh bên kia tự nhiên cũng nghe thấy hơn nữa cô còn biết được kỹ càng hơn hoa lạc bất tẫn một chút vì sao à cớ một tần lạc bật hách ở đây đó dạ văn tiêu và bạn bè hắn ta thảo luận sơ tranh đều có thể biết nhóc đáng thương tần lạc ủy khuất đến không được tại sao cô lại muốn chú ý đến hắn cô đã chú ý đến người này thật lâu rồi vì sao cô không chú ý đến mình là hắn làm sai chỗ nào sao? Sơ Tranh nghiêng chân, ngồi trên ghế, một tay chống chằm, chậm rãi nói, "Tôi muốn xử hắn ta." Tần Lạc nghiêng đầu xuống, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên nghi hoặc, "Xử thế nào?" Sơ Tranh, xử vào chỗ chết, con người nhóc đáng thương hơi sáng lên, "Tôi có thể giúp cô." Sơ Tranh giơ tay sờ sờ hắn, "Tôi không bảo anh giúp, không cho anh nhúng tay vào." "Vì sao?" Tần Lạc không hiểu, "Tiểu Sơ Tôi thật sự rất lợi hại. Anh muốn bị người xấu bắt lại nghiên cứu sao? Sắc mặt tần lạc biến hóa, bỗng nhiên lắc đầu. Hắn không muốn bị bắt lại. Như thế thì hắn không thể nhìn thấy tiểu sơ nữa. Cho nên, anh nghe tôi không? Tần lạc phồng má, được rồi. Nhưng tiểu sơ không thể đi quá gần với hắn, cô đã đồng ý ở cạnh tôi. Thanh âm thiếu niên mềm mại nhu nhu, nghe được làm lòng người như nhũn ra sơ tranh ngồi cùng tần lạc một lát, chuẩn bị lo cao. Thiếu niên mới vừa rồi còn ngoan ngoãn, đột nhiên lại cấm chế cô lo cao. Tần lạc, tiểu sơ hôm nay mới ở cùng tôi một tiếng, trên mặt thiếu niên viết rõ mấy chữ không vui, tôi không cho cô đi. Anh muốn bị đánh, tiểu sơ đánh đi, dù sao tôi cũng không có ai thương, không có ai yêu, ngón tay thiếu niên quấn lấy dây thắt lưng, tội nghiệp nói lời kịch không biết học được từ chỗ nào cuối cùng hắn cố chấp nói, tôi cứ không cho cô đi. Sơ tranh, xin hỏi làm sao mới có thể đánh chết một trí năng, online chờ, rất gấp. Tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt của cô, cô cứ ở cùng hắn đi chứ còn sao nữa. Vương giả nói lời thấm thía, nếu cô không thuận theo tâm ý của hắn, nói không chừng hắn sẽ hắc hóa đó nha. Ta không cần ngủ sao, dựa vào cái gì mà ta phải hy sinh giấc ngủ để ngồi cùng hắn, không cứu nổi sơ tranh mặc niệm tâm pháp thẻ người tốt không thể đánh thẻ người tốt của mình phải sủng dưới đáy lòng nhịn xuống xúc động đánh hắn giờ cuối cùng tần lạc tinh thần phấn chấn gật đầu ừ sự thật chứng minh sơ tranh chờ mong quá cao đối với tần lạc rồi hắn căn bản chính là tùy tiện đáp ứng căn bản không có ý định thả cô đi cuối cùng sơ tranh lấy chuyện cưỡng ép offline có khả năng sẽ chết uy hiếp cô mới có thể offline nhưng vừa offline điện thoại liền tự động sáng lên mặt thiếu niên xuất hiện ở trên màn hình tiểu sơ sơ tranh số điện thoại của trung tâm nghiên cứu là bao nhiêu sơ tranh không làm gì được hắn tôi đi tắm anh ở đó đi tần lạc ngoan ngoãn gật đầu chờ sơ tranh tắm rửa xong ra tần lạc đã chui vào toàn bộ thiết bị có thể kết nối internet trong gian phòng sơ tranh có chút run rẩy luôn cảm thấy khắp gian phòng đều là cơ sở ngầm của hắn ngày mai sẽ cho người hủy những thiết bị công nghệ cao loạn thất bát tao trong phòng đi lúc này tần lạc chiếu trên màn hình tv hắn ngồi dưới đất bưng mặt nhìn cô tiểu sơ cô thật đẹp anh biết cái gì gọi là đẹp không tần lạc không trả lời chỉ là thả chút hình ảnh trên màn hình có kiến trúc xinh đẹp dáng chiều biển hoa thả hình ảnh xong tần lạc xuất hiện lần nữa hắn nói đây đều là đẹp tiểu sơ cũng đẹp Tôi muốn đi ngủ. Tôi trông chừng cho cô. Anh có làm người ta sợ hãi không cơ chứ? Sơ tranh đứng dậy ra khỏi phòng. Đi đem người máy nhỏ mà dì Đặng vừa mua cho cháu trai học tập qua. Vào trong này đi. Tần lạc rất nghe lời đi vào. Sơ tranh đặt nó ở bên người. Anh dám đánh thức tôi, thì anh chết chắc. Tần lạc lập tức cam đoan, tôi sẽ không. Sơ tranh nằm xuống, không cần cô tắt đèn. Tần lạc khống chế tất cả đèn trong gian phòng đồng thời dập tắt. Thanh âm nhẹ mềm của tần lạc vang lên bên tai sơ tranh, tiểu sơ. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Ở trong game nơi sơ tranh không nhìn thấy, tần lạc lộ ra một nụ cười ngọt mềm, sau đó giống như đứa bé nhảy nhót tại chỗ hai lần. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên hoạt động trung thu chính thức ra mắt. Sơ tranh nhìn quy tắc trước, chủ yếu là chú ý hai chữ nạp tiền. Thế là ngày đầu tiên hoạt động trung thu ra mắt, sơ tranh đã đem những khoản có thể nạp tiền nạp hết toàn bộ điểm tích lũy trung thu trên bảng xếp hạng vượt xa xa hạng hai điểm tích lũy này đến cuối cùng sẽ có ban thưởng chỉ là phía công ty game không nói ban thưởng cái gì chỉ nói là giải thưởng lớn thần bí nhưng có người tiết lộ hình như là sùng vật thần cấp bảo bảo sùng vật thần cấp bảo bảo còn hiếm thấy hơn cả thần khí những thứ thuộc về thần khí trước kia đã thiết lập ngay trong game nhưng sủng vật thần cấp bảo bảo lại là phía trên muốn cho thì cho, không muốn cho thì không cho, không có những con đường khác để thu hoạch. Xếp hạng điểm tích lũy là dựa theo hoạt động mở bảo dương và hoạt động hoàn thành nhiệm vụ để thống kê ra. Sơ tranh không làm nhiệm vụ, chỉ chuyên chú mở bảo dương. Vương bát đàn cho nhiệm vụ, không xong liền gấp đôi, cô có thể có cách nào? Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ cô đang làm gì thế? nói chuyện riêng một bước bại một tỷ mở bảo dương nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ cô vẫn còn mở à số lượng bảo dương cô mở đã sắp hù chết những người bình thường như bọn họ rồi nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ đánh lạc thần không bộ lạc thần này chỉ nạp tiền thì không lấy được hơn nữa toàn bộ server chỉ có hai bộ một của nam một của nữ là thời trang không xuất bản nữa dựa vào hoạt động phó bản rút thường đúng thế không phải bạn qua cửa là có thể lấy được, mà phải dựa vào rút thưởng. Lúc này chính là lúc khảo nghiệm trình độ, cẩm lý. Một ngày có 10 lần cơ hội đi phó bản, muốn tiếp tục vào phó bản thì phải nạp tiền. Cho nên đó là hoạt động dựa vào vận khí và dựa vào nạp tiền rút thưởng. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, chờ tôi mở xong chỗ còn lại đã. Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, được thôi, cô còn bao nhiêu? sơ tranh nhìn số bảo dương còn lại của mình, trả lời. Nói chuyện riêng một bước bại một tỷ, hơn năm ngàn. Nói chuyện riêng hoa đào vẫn như cũ, xin lỗi vì đã quấy rầy. Khi sơ tranh mở bảo dương, phát hiện dạ văn tiêu thế mà lại đuổi theo. Thế giới trường giang trường giang ta là ngân hà, đại thần dạ văn tiêu có chút hung tàn nha. Thế giới họa sĩ mắt mù, sắp đuổi kịp thổ hào một tỷ rồi. Thế giới lanh canh sang đông rồi, sắp. Thế giới điều dân to gan, kẻ có tiền thật khiến người ta đố kỵ. Thế giới liên minh kẻ thù giàu, lúc này đã đến giờ ta ra sân, huynh đệ, nhập giáo không? Thế giới từ đầu đến cuối, báo cáo báo cáo. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Sắp đuổi kịp, Dạ Văn Tiêu hăng hái đuổi theo Sơ Tranh, Sơ Tranh ngừng lại không nhúc nhích, dường như đang chờ hắn ta. Thế giới nữ vương điện hạ, xem ra giải thưởng lớn thần bí tỷ lệ rất lớn sẽ có sủng vật thần cấp bảo bảo nha mọi người không xông lên thử xem sao thế giới tiểu thiếu gia thế giới người địa cầu ngu xuẩn đầu má thổ hào chụp hình thế giới điêu dân to gan tiểu thiếu gia không nạp sao thế giới thịt ba chỉ chạy vội ở đây xin được phỏng vấn tiểu thiếu gia một chút xin hỏi thân là thổ hào tiền nhiệm của server này lúc này anh có cảm tưởng gì vị tiểu thiếu gia này chính là người chơi thổ hào nhất trước khi sơ tranh xuất hiện thế giới tiểu thiếu gia phá sản rồi tiểu thiếu gia vừa ở trên thế giới nói phá sản rồi quay đầu liền đi nạp tiền vài phút liền nhảy lên hạng ba miệng của kẻ có tiền gạt cả người lẫn quỷ thế giới phong vân bao trùm không phải tiểu thiếu gia phá sản rồi sao thế giới tiểu thiếu gia làm xong cái này rồi phá sản thế giới đại 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 bong bóng thế giới thịt ba chỉ chạy vội, thần tiên đánh nhau. Thế giới kiếm ca đạp thiên hạ, nói ra có lẽ mọi người không tin, nhiệm vụ nạp tiền của server chúng ta, ba người đủ để cân tất. Thế giới giang phiên phiên, ha 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 cẩn thận server sát vách sông lại đánh chết mi. Thế giới đảo kép họa tây lâu, tại sao tiểu tỷ tỷ lại bất động rồi, hiện tại xếp số một chính là dạ văn tiêu. Tên thứ hai là tiểu thiếu gia. Sơ tranh rơi xuống thứ ba thế giới mộc nguyệt thiển, nói không chừng là không có tiền, giả vờ cao quá đầu. Thế giới hộ và mặt chuyên nghiệp, thế giới điêu dân to gan, sơ tranh bất động, là bởi vì cô cùng hoa đào vẫn như cũ đi làm hoạt động phó bản. Hoạt động phó bản không chỉ rơi, lạc thần, còn rơi thời trang khác. Cách qua cửa phó bản đã sớm đưa ra, qua cửa dễ dàng, chỉ là chuyện rút thường này, đó chính là dựa vào vận khí. Sơ tranh làm cẩm lý của người khác, rất tự mình hiểu lấy, mọi người đánh đi. Hoa đào vẫn như cũ xoa xoa tay, vậy tôi. Lên, những người khác không có ý kiến, hoa đào vẫn như cũ đi qua rút thưởng. Chúc mừng thu hoạch được đai lưng thiền khách, chúc mừng thu hoạch được giày thiền khách, chúc mừng thu hoạch được, liên tiếp bảy tám cái tin bay ra. Thời trang người khác đánh một ngày cũng không đánh đủ, hoa đào vẫn như cũ đánh một chút là đủ. Hoa đào vẫn như cũ yếu ớt nói, sao tôi lại cảm thấy tỷ lệ rớt này tăng cao hơn nhỉ? Sơ tranh chấn định tiếp, tôi lại đánh NPC thêm mấy lần. Đánh NPC có ích cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Hoa đào vẫn như cũ, các ca ca tỷ tỷ, mọi người không ai có thể sử dụng bộ thiền khách này phải không? Trong đội ngũ một cô gái tên là người. Yêu chưa về đột nhiên lên tiếng, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Thiền khách là thời trang vu tộc, trong đội ngũ bọn họ không có vu tộc nào người yêu chưa về làm nũng với hoa đào vẫn như cũ. Vậy tỷ tỷ, có thể chia cho em được không? Bạn trai em là vu tộc đó. Người trong đội ngũ trong nháy mắt trầm mặc xuống. Hoạt động phó bản này cần 7 người. Điều dân to gan và ba la suy tuyết đã ở trong phó bản. Hoa đào vẫn như cũ liền tùy tiện gọi người ở gần đó. Người yêu chưa về này cấp bậc rất cao. Nhưng kỹ thuật chẳng ra sao cả. Vừa vào đã ca ca tỉ tỉ réo lên không ngừng ỉ vào tuổi mình còn nhỏ cơ bản cũng chỉ tới vẩy nước hoa đào vẫn như cũ vốn định đánh xong lần này liền giải tán không nghĩ tới cô em gái này đột nhiên đưa ra một vấn đề như thế cái kia đây là của hoa đào người ta đánh một người chơi bên cạnh nhắc nhở đúng vậy nha nhưng các anh đều không phải vu tộc không cần đến nha người yêu chưa về một mặt nhu thuận gật đầu hạ bản không phải ai cần thì chia cho người đó sao Người yêu chưa về giọng nói ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Hoa Đào vẫn như cũ nói, cô cũng không phải vu tộc, cô cũng không dùng được. Người yêu chưa về chớp mắt, bạn trai em có thể dùng nha, tỉ tỉ tốt, chị chia cho em đi, xin chị đó. Hoa Đào vẫn như cũ nhíu mày, nhưng bạn trai cô cũng không ở trong đội ngũ chúng ta. Người yêu chưa về chắp tay trước ngực, không phải em ở đây sao? lát nữa ra những thứ khác em không muốn nữa có được không hoa đào vẫn như cũ những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau một bộ phận của trang bị thì không nói làm gì nhưng đây là chọn bộ cô ta cũng dám mở miệng ra đòi bộ thời trang thiền khách này không tính là đặc biệt tốt nhưng người chơi bình thường phải đánh mấy chục lần mới có thể đánh đủ được thậm chí vận khí kém rút đến khi hoạt động kết thúc cũng không rút đủ hoa đào vẫn như cũ chỉ một lần duy nhất đã đánh đủ bây giờ đã sắp qua cái này hoàn toàn chính là chiếm tiện nghi nhưng bởi vì giọng nói kia của người yêu chưa về các nam sinh trong đội ngũ đều không lên tiếng sơ tranh đột nhiên lên tiếng dựa vào cái gì mà chia cho cô người yêu chưa về xoắn ngón tay lộ ra một bộ dáng đáng thương người ta cần nha ai mà không có bạn bè là vu tộc sơ tranh giọng điệu thản nhiên một người chia một món hoa đào vẫn như cũ bật cười ra tiếng. Người yêu chưa về không nghĩ tới sơ tranh sẽ nói ra lời này, chừng lớn mắt, chị, tôi cái gì? Edit bài hạ lan tâm nhiên người yêu chưa về hướng về phía sơ tranh nhẹ hừ một tiếng. Cô ta không nói với sơ tranh, ngược lại nhìn về phía hoa đào vẫn như cũ, vốn chính là một bộ, tại sao phải tách ra, lát nữa còn có thể ra những thứ khác, chẳng lẽ cũng muốn tách ra. Tỷ tỷ, chị chia cho em có được không? hoa đào vẫn như cũ, tôi nghe tiểu tỷ tỷ, người yêu chưa về, chị rút, tại sao phải nghe chị ta? Hoa đào vẫn như cũ cười hì hì, bởi vì tiểu tỷ tỷ ở đây, tôi mới có thể rút ra được. Mọi người không có ý kiến chứ? Mọi người nhìn nhau, người chơi khác đều không có ý kiến. Vậy thì dùng rút thưởng thôi, các người, hoa đào vẫn như cũ rất nhanh thiết lập xong chương trình rút thưởng trong đội, phát đến kênh đội ngũ người chơi còn lại rút thưởng xong phần thưởng tự động gửi đến ba lô người yêu chưa về không nghĩ tới động tác của hoa đào vẫn như cũ nhanh như vậy hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên không phải chỉ là một bộ thời trang thôi sao cái này cũng không phải rất đáng tiền có cần phải nhỏ mọn như vậy không người yêu chưa về rời khỏi đội ngũ trước khi rời khỏi người yêu chưa về vẫn chọn rút thưởng đám người chuyện này sơ tranh và hoa đào vẫn như cũ đều không để trong lòng rất nhanh tụ hợp với bọn điêu dân to gan. Đều là người quen, chuyện chia trang bị dễ dàng hơn người lạ nhiều. Nhưng Sơ Tranh không nghĩ tới, cô đánh xong phó bản ra, trên diễn đàn đã vỡ tổ. Người yêu chưa về kia phát topic trên diễn đàn, đổi trắng thay đen nói hoa đào vẫn như cũ bắt nạt cô ta. Trong topic không nói đến chuyện cô ta mở miệng muốn trang bị, mà nói khi chia trang bị không công bằng, còn xa lánh một tiểu nữ sinh như cô ta, vân vân. Sơ tranh hít sâu một hơi. Đúng là đứa bé không có kẹo đường ăn sẽ khóc sẽ náo động nha. Bé con bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Dưới topic của người yêu chưa về, tất cả đều bất bình thay cô ta. Người yêu chưa về không nói tới sơ tranh, có lẽ là biết nói ra tên của cô, mọi người sẽ không tin tưởng. Vị này không chỉ đổi trắng thay đen trên diễn đàn, còn mang người chặn ở bên ngoài phó bản. Sơ tranh, lợi hại. Biết chơi đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau à chồng yêu chính là bọn họ người yêu chưa về chỉ vào đoàn người sơ tranh chính là bọn họ bắt nạt người ta bạn trai người yêu chưa về là mộng nói người về nhìn qua tuổi tác cũng không lớn lúc này ở trước mặt bạn gái muốn thể hiện ra khí khái anh hùng chính là mấy người bắt nạt bảo nhi của tao ai bắt nạt cô ta hoa đào vẫn như cũ cạn ngôn bắt nạt cô ta xem nào sơ tranh ở bên cạnh lên tiếng hờ hoa đào vẫn như cũ một mặt đần độn không phải cô ta nói cô bắt nạt cô ta sao ngồi vững cách nói này lời nói đã nói ra rồi dù sao cũng phải nghiêm túc mà ngồi vững chứ hoa đào vẫn như cũ đám người sơ tranh động thủ trước bọn người hoa đào vẫn như cũ cũng không tiện đứng nhìn chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi bắt nạt người ta có lẽ đám người này là học sinh đẳng cấp cao nhưng trang bị chẳng ra gì Đối mặt với những người chơi đã ra xã hội như bọn họ, làm sao đấu lại được? Rất nhanh liền bị đánh thành thi thể nằm dạp dưới đất. Phụ cận người yêu chưa về, ỉ vào mình trang bị tốt, liền bắt nạt người khác, có bản lĩnh thì chờ đó cho tao. Phụ cận một bước bại một tỷ, chờ cái gì? Phụ cận người yêu chưa về, may chờ đó. Phụ cận một bước bại một tỷ, cô bảo tôi chờ là chúng tôi phải chờ. Dựa vào cái gì? Ta cứ không chờ đấy. Sơ tranh mang theo mấy người hoa đào vẫn như cũ rời đi. Ai biết vị người yêu chưa về này lại có quan hệ với hoa lạc bất tẫn. Sơ tranh vừa trở lại chủ thành, liền lên đầu đề thế giới. Thế giới hoa lạc bất tẫn, một bước bại một tỷ, vì sao cô lại bắt nạt người của công hội chúng tôi? Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, hoạt động rút thưởng quá hố đi. Mẹ nó tôi đánh cả nửa ngày rồi cũng không mò ra được thứ gì thế giới mộ địa mèo đen, tôi cũng vậy. Thế giới thịt ba chỉ chạy vội, tiểu tỷ tỷ một tỷ động rồi đúng không? Thế giới trường giang trường giang ta là ngân hà, nghe nói nạp tiền tỷ lệ rớt sẽ tăng lên đó tương đương thế giới nam diên bắc Việt, một bước bại một tỷ ra đây. Thế giới du du, thật sự cho rằng công hội chúng tôi không có người hay gì. Một bước bại một tỷ, đừng có trốn nữa. Thế giới trường an không tiếp khách, một bước bại một tỷ cút ra đây thế giới liên minh giàu kẻ thù, thế nào thế nào? Dưa gì đấy? Tiểu tỷ tỷ một tỷ làm gì rồi? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Mọi người không rõ nguyên do, trên thế giới quét ra một mảnh dấu chấm hỏi. Công hội của Hoa Lạc Bất Tẫn là Yên Vũ Trai, đại công hội trong top 10. Mà Hoa Lạc Bất Tẫn là trưởng lão cấp cao, lúc này ra mặt ở trên thế giới tìm sơ tranh, nhóm quần chúng ăn dưa rất là hưng phấn ở thời điểm bọn họ không biết, lại phát sinh dưa gì thế này. Thế giới một bước bại một tỷ, ra, làm sao? Thế giới hoa lạc bất tẫn, tại sao cô lại bắt nạt người của công hội chúng tôi? Thế giới một bước bại một tỷ, tôi không có, cô đừng nói lung tung. Thế giới hoa lạc bất tẫn, cô còn không thừa nhận, chỗ tôi có screenshot, cô dẫn người, bắt nạt mấy đứa học sinh, rất có cảm giác thành công sao? hoa lạc bất tẫn ném ảnh chụp màn hình lên chính là hình ảnh mấy người người yêu chưa về kia nằm dạp dưới đất sơ tranh ai tiện tay như thế còn chụp màn hình nữa chứng cứ vô cùng xác thực sơ tranh đổi giọng trong một giây thế giới một bức bại một tỷ dễ bắt nạt đi thế giới thịt ba chỉ chạy vội phách lối thế giới mi muốn giàu trong một đêm không cuồng vọng thế giới trường giang trường giang ta là ngân hà hung hăng ngang ngược thế giới nhược ra mấy đứa làm gì thế chơi domino bằng từ ngữ sao nghiêm túc chút đi thế giới hoa lạc bất tẫn cô có ý gì thế giới hoa lạc bất tẫn có tiền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác như vậy à hoa lạc bất tẫn không nghĩ tới sơ tranh phách lối như vậy chuyện này vốn không tới phiên hoa lạc bất tẫn quản mấy người chơi kia chỉ là thành viên công hội bình thường vừa lúc cô ta ở kênh công hội trông thấy việc này. Bởi vì đối tượng là sơ tranh, cho nên Hoa Lạc Bất Tẫn mới đứng ra. Cô ta không thích người này, không chỉ là bởi vì Dạ Văn Tiêu, còn có danh tiếng gần đây của cô quá nổi trội nữa. Thế giới một bước bại một tỷ, có thể. Vương Bát Đản nói có tiền có thể muốn làm gì thì làm mà. Mặc dù ta không phải rất đồng ý lời này. Thế giới Hoa Lạc Bất Tẫn, thế giới Hoa Lạc Bất Tẫn. Hôm nay cô nhất định phải xin lỗi. Thế giới một bước bại một tỷ, không thể nào. Nghĩ gì thế? Xin lỗi là không thể nào xin lỗi. Đại lão sao có thể có lỗi chứ? Thế giới hoa lạc bất tẫn, vậy chuyện này không xong đâu. Hoa lạc bất tẫn làm trưởng lão cấp cao, làm chỗ dựa cho thành viên của công hội mình, rất nhanh liền được không ít thành viên ủng hộ. Trên thế giới một mảnh ngôn luận bắt sơ tranh xin lỗi nhóm quần chúng ăn dưa đều không có chỗ trống để chen vào nói thế giới một bước bại một tỷ cô nhất định muốn tôi phải xin lỗi thế giới hoa lạc bất tẫn cô bắt nạt người khác chẳng lẽ không nên xin lỗi sao thế giới một bước bại một tỷ được thôi cô chờ đi hoa lạc bất tẫn nhìn câu nói này đột nhiên bắt đầu có chút thấp thỏm không yên sao cô lại đột nhiên nhả ra sơ tranh nói xong câu nói kia liền không có động tĩnh gì nữa giống như màn kịch trên thế giới không có quan hệ gì với cô vậy nửa tiếng sau thành viên yên vũ trai chiếm lấy kênh thế giới bị quần chúng ăn dưa mãnh liệt khiển trách phải nhường kênh thế giới lại nhưng vào lúc này một cái tin nhảy ra thế giới người yêu chưa về thật xin lỗi tôi sai rồi sơ tranh không xin lỗi ngược lại là người trong cuộc ngoi lên đám người đây là tình huống thế nào Edit bài Hạ Lan tâm nhiên thế giới người yêu chưa về, là tôi ở hoạt động phó bản, bởi vì bọn họ không chia trang bị cho tôi, tôi mới dẫn người tới tìm bọn họ gây sự. Thế giới người yêu chưa về, chuyện này đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến bọn họ, thật xin lỗi. Thế giới đường đường thông, vì sao không chia trang bị cho cô? Thế giới giang phiên phiên, đúng thế. Vì sao không chia trang bị? Thế giới son phấn, mấy người không xem diễn đàn à? Topic kia hình như là do chính cô ta phát, là một bước bại một tỷ bọn họ không chia trang bị trước. Thế giới hoa đào vẫn như cũ, cô ta đi lên liền muốn chọn vẹn bộ thiền khách. Ai dám chia cho cô ta? Tiểu tỷ tỷ cho dù có tiền cũng không phải coi tiền như giáp. Thế giới thiệt ba chỉ chạy vội, thế giới mi muốn giàu trong một đêm không, thế giới quần chúng ăn dưa, thế giới hộ và mặt chuyên nghiệp chọn bộ thiền khách. Hôm nay hoạt động vừa bắt đầu, ai tập hợp đủ rồi? thế giới nhược ra, tiểu tỷ tỷ cầm lý ở đó, rút ra trọn vẹn thiền khách cũng không phải là không được. Nói cách khác, vì em gái này muốn trực tiếp được chia trọn vẹn bộ thiền khách. Bạn đòi chia một món, người khác không chia cho bạn, có thể là bắt nạt bạn. Nhưng bạn đi lên liền muốn trọn vẹn cả bộ, cái này khác với cướp ở chỗ nào chứ? Những người lên tiếng ủng hộ trên diễn đàn kia có lẽ lúc này mặt đều đau, cũng không dám nói lời nào thế giới người yêu chưa về thật xin lỗi tôi biết sai rồi thế giới mộng nói người về thật xin lỗi bạn trai người yêu chưa về cũng xuất hiện xin lỗi đằng sau ngo ngoe lục tục người chơi tham dự đều lên thế giới xin lỗi thế giới hộ và mặt chuyên nghiệp ôi tại sao yên vũ trai không nói chuyện không phải vừa rồi còn bắt tiểu tỷ tỷ một tỷ người ta xin lỗi sao người yêu chưa về chủ động nhận sai người chơi yên vũ trai lúc này sao còn dám ló đầu ra nữa chỉ là bọn họ nghĩ mãi mà không rõ sao người yêu chưa về lại chủ động nhận sai chân tướng rõ ràng người yêu chưa về xóa topic sau khi nói xin lỗi trực tiếp lock cao không bao lâu sau có người phát hiện đám người chơi kia tự xóa nick đây là thao tác gì vậy trụ sở công hội yên vũ trai một đám người chơi đứng ở đại sảnh hoa lạc bất tẫn ngồi ở trên vị trí trưởng lão cấp cao sắc mặt âm trầm có thế nào cô ta cũng không nghĩ tới mình thay bọn họ ra mặt cuối cùng lại đổi lấy một kết quả như vậy bọn họ xin lỗi trên thế giới trước sau đó trực tiếp chạy trốn hoa lạc cô làm sao vậy hội trưởng yên vũ trai đi từ bên ngoài vào đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại hội trưởng chắp tay đi đến vị trí hội trưởng trầm giọng nói chuyện này cô cũng không biết rõ ràng sao cô có thể lên thế giới hoa lạc bất tẫn không ngồi được nữa đứng lên hội trưởng tôi cũng chỉ lo lắng cho bọn họ lần trước chuyện của quả quả kia tôi đã không nói gì rồi lần này lại là thế này hội trưởng rõ ràng không vui hoa lạc gần đây nếu cô bận thì nhường vị trí này lại trước đi hội trưởng hoa lạc bất tẫn giật mình vất vả lắm cô ta mới ngồi vào vị trí này được cũng chỉ bởi vì một việc nhỏ như vậy mà bắt cô ta thoái vị cô vẫn là trưởng lão chỉ là chức trưởng lão cấp cao này trước hết để cho lan tâm làm đi hội trưởng nói đây là ngay cả chỗ thương lượng cũng không có hội trưởng không cho hoa lạc bất tẫn cơ hội nói chuyện nói tôi biết ý định ban đầu của cô là muốn bảo vệ thành viên công hội điểm xuất phát thì tốt nhưng làm việc không thể lỗ mãng như thế chuyện lần này huyên náo nhốn nháo trên thế giới người chơi khác nhìn chúng ta như thế nào nếu như mấy người chơi kia thật sự bị bắt nạt, vậy thì ra mặt cũng không có vấn đề gì. Nhưng sự thật lại là bọn họ gây sự với người khác trước, còn phát topic bôi nhọ người ta. Hội trưởng Vỗ Bàn đưa ra quyết định, hạ chức trưởng lão cấp cao của Hoa Lạc bất tẫn xuống, nhưng cũng không hạ quá nhiều, vẫn là trưởng lão. Hoa Lạc bất tẫn trầm mặt rời khỏi trụ sở công hội. Mấy người chơi thân thiết đi theo cô ta. Hoa Lạc, cô đừng quá khó chịu chắc chắn là hội trưởng nghe lan tâm mê hoặc mới hạ chức trưởng lão cấp cao của cô đúng lan tâm kia vẫn luôn muốn leo lên đầu cô lần này chắc chắn là cô ta gây sóng gió hoa lạc chúng tôi đều ủng hộ cô rõ ràng cô vì thành viên công hội ai biết mấy người kia đột nhiên phản bội nói đến đây bầu không khí bỗng dưng trầm mặc xuống mấy người kia vì sao lại đột nhiên phản bội bây giờ đối phương đã xóa bỏ tài khoản căn bản không liên lạc được một bước bại một tỷ bảo cô ta chờ lấy chính là chờ loại xin lỗi này nghĩ tới đây hoa lạc bất tẫn liền tức giận đến đau dạ dày hoa lạc cô hoa lạc bất tẫn không nói một câu trực tiếp lo cao lưu lại thân hữu của mình vẻ mặt xấu hổ đứng tại chỗ phụ cận dạ văn tiêu sơ tranh chúng ta nói chuyện sơ tranh nhìn thấy một tin như vậy ở kênh phụ cận rất nhanh dạ văn tiêu liền xuất hiện phụ cận một bước bại một tỷ Nói chuyện gì? Nói chuyện ngươi muốn nằm thế nào cho thoải mái à? Phụ cận dạ văn tiêu, tại sao cô lại nhằm vào hoa lạc bất tẫn? Phụ cận một bước bại một tỷ. Vị hôn phu hoang dại đang nói thứ đồ chơi gì đấy? Ai nhằm vào cô ta? Sơ tranh cảm thấy mình siêu oan. Phụ cận dạ văn tiêu, chuyện ngày hôm nay, không phải cô cố ý thiết kế. Mấy người kia vì sao lại? Đột nhiên xóa nick. Phụ cận dạ văn tiêu, có phải cô biết tôi thích hoa lạc nên cố ý nhằm vào cô ấy không dạ văn tiêu cảm thấy nhất định là sơ tranh biết cái gì rồi bằng không thì vì sao một người chưa từng chơi game lại đột nhiên chạy đến trong game chứ còn dùng thái độ như vậy với hắn ta nữa phụ cận một bước bại một tỷ anh suy nghĩ nhiều ta mà cố ý nhằm vào cô ta bây giờ cô ta còn có thể khỏe mạnh chắc phụ cận dạ văn tiêu tôi suy nghĩ nhiều trên thế giới nhiều người xem như vậy cô làm hoa lạc mất mặt đây không phải cô nhằm vào cô ấy thì là gì phụ cận dạ văn tiêu bây giờ hoa lạc còn bị mất chức ở công hội đây chính là chuyện cô muốn thấy phụ cận dạ văn tiêu tôi và cô đính hôn vốn chính là trong nhà sắp xếp tôi không thích cô người tôi thích chính là hoa lạc tôi nói cho cô biết cô còn dám làm ra chuyện gì nữa thì đừng trách tôi không khách khí dạ văn tiêu lật bay ngửa với sơ tranh đã đi đến bước này hắn ta cũng không sợ gì nữa phụ cận dạ văn tiêu nếu cô còn muốn làm vị hôn thê của tôi thì đừng gây chuyện cho tôi bằng không thì vị trí vị hôn thê này cô không làm được nữa đâu phụ cận một bước bại một tỷ ồ ai thích một vị hôn phu như ngươi nếu không phải chờ ngươi thổ lộ với hoa hoa nhà ngươi thì ngươi mẹ nó đã sớm bị ta đá rồi nhưng chính ngươi không thổ lộ chính là không thổ lộ ta có thể làm sao ngươi không đi theo kịch bản bây giờ còn trách ta quá phận phụ cận dạ văn tiêu dạ văn tiêu vừa dâng lên nghi hoặc liền thấy cô gái đối diện đột nhiên động thủ ánh sáng đặc hiệu của kỹ năng bay qua trước mắt dạ văn tiêu nhoáng lên một cái bị người đạp lui lại mấy bước lượng máu vù vù rơi xuống thế giới mái tóc đung đưa trong gió tôi ở dã ngoại trông thấy đại thần dạ văn tiêu đang nằm thi trong game người chơi tử vong, nếu như không phục sinh, không lo cao, thì sẽ nằm mãi ở chỗ đó, người đi ngang qua đều có thể trông thấy. Thế giới bên thứ ba, vừa rồi tôi đi ngang qua cũng nhìn thấy, đại thần còn nằm chỗ ấy à? Thế giới điêu dân to gan, đại thần nghĩ không thông chuyện gì ấy nhỉ? Thế giới lĩnh vọng thiên mạt, có lẽ nơi đó là phong thủy trù phú, nằm nằm rất vui chăng? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Có cho ấy đại thần là bị tiểu tỷ tỷ một tỷ cố định ở chỗ ấy thế giới quần chúng ăn dưa cầu dưa thế giới áp chỉ thủ cầu dưa thế giới bé con siêu đáng yêu cầu dưa sao 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 chuyên mục mỗi ngày một lời chúc ngủ ngon nha các bảo bối của nhiên